Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Tường Vi kính mời quý vị theo dõi Chào Washington với Thanh Trúc. Chương trình Chào Washington DC và Thanh Trúc xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chương trình hôm nay được hân hạnh dời về chùa Hoàng Nghiêm ở vùng Fort Belvoir của tiểu bang Virginia. Lý do là vì hôm nay có sự hiện diện của thầy Thích Pháp Hòa, là một vị giảng sư mà hiện đang rất được mọi người ngưỡng mộ. Nhân dịp này thì chương trình của Thanh Trúc cũng được phép nói chuyện với thầy trong đôi phút. Thanh Trúc xin kính chào thầy Pháp Hòa. Dạ, xin kính chào cô Thanh Trúc cũng như tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN. Kính bạch thầy, chúng con được biết là đi thuyết pháp, đi hoàng pháp như vậy đó, cái tiếng nói của thầy Pháp Hòa rất được mọi người thích và lắng nghe, thậm chí là họ còn theo dõi những cái cuộc băng ghi âm lại để mà đem về nhà nghe. Nhưng mà cái câu hỏi của chúng con ở đây đó là khi mà đi hoằng pháp như vậy, nói chuyện về Phật pháp, về đời sống, đưa đạo Phật vào đời sống, thầy trong thâm tâm có nhắm đến một cái tầng lớp Phật tử nào mà thầy cảm thấy là thầy ao ước được vươn tới, hay là khi mà thầy nói tiếng đại chúng là như thế nào ạ? Dạ, kính thưa cô và tất cả quý vị, thật ra thì khi mà mình mang một cái tâm nguyện của một người hoằng pháp thì mình không có chủ đích là riêng cho ai, mà tất cả người nào cũng cần sống an lạc, hạnh phúc. Già cũng có cái khổ của già, trung niên cũng có khổ của trung niên, người trẻ cũng có khó khăn của người trẻ. Mà nếu tất cả mọi thành phần nào trong xã hội mà tiếp nhận được lời Phật dạy tùy theo tâm trạng của mỗi người và tiếp nhận đúng cái giáo pháp mà họ cần thì đều lợi lạc hết. Như một trận mưa rơi xuống, không phân biệt là phải tưới cho cây nào. Cây nào cần nước thì cây đó sẽ thấm nước. Nếu mà cây không có rễ thì không thể thấm nước được. Cây lớn, cây vừa vừa hay là cây nhỏ đều tùy theo sức của mình mà thấm nước và đều lợi lạc hết. Và đó là cái tâm bình đẳng của đạo Phật và tâm bình đẳng của người nói pháp. Bạch thầy, khi mà quan sát, thầy nói về đại chúng đang nghe thầy thuyết pháp đó, thì người ta thấy được một cái lòng tin. Chắc thầy cũng hiểu rằng Phật tử chúng con ở hải ngoại này nhiều phần mất lòng tin ở nơi đạo pháp. Ở đây khi mà Phật tử tin tưởng nơi thầy thì phải chăng là họ nhìn thấy thầy Pháp Hòa ngoài cái kiến thức về giáo lý Phật pháp cũng như là cái cách truyền tải, cái cách đưa đạo Phật vào đời sống, thì thân phận gọi là của thầy cũng là xuất thân từ một gia đình HO, phải chăng đó là một cái làm cho mọi người cảm thấy là tin tưởng hơn? Thầy có nghĩ như thế không ạ? Dạ, thưa cô và quý vị, thật tình thì Pháp Hòa không biết điều đó. Thì Pháp Hòa rời Việt Nam năm 12 tuổi. Thì từ lúc đặt chân đến Canada, sinh sống ở vùng Edmonton lạnh lẽo, cho đến giờ phút này thì Pháp Hòa cũng chưa được cái cơ hội về thăm quê hương, mặc dù rất nhớ và rất mong. Bên cạnh đó thì Pháp Hòa cũng không có biết là ba mình hồi đó làm gì. Chỉ biết là ba mình đi vượt biên khi mình còn nhỏ, và lớn lên được khoảng 12 tuổi thì được đoàn tụ với gia đình. Chỉ thế thôi. Chứ Pháp Hòa cũng không biết là các vị thương Pháp Hòa là gì, cái xuất thân của mình hay như thế nào. Nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ là nếu quý vị đã nghe một thầy tu nói chuyện thì không phải chỉ nghe giáo pháp, mà có đôi lúc quý vị cũng nhìn vào cái đời sống của vị thầy tu đó. Còn có thể đời cái mấy chục năm trước thầy tu đó là một người không lành, rất là xấu, thí dụ vậy. Nhưng bây giờ người đó đã ăn năn phục thiện mà tu thì mình vẫn chấp nhận thân phận họ như thường. Chứ không phải nếu mình còn thành kiến về cái quá khứ mà tốt hay lành hay là không lành của người đó thì đôi lúc nó cũng còn có cái sự limit, cái sự ngăn cản, cái sự hạn hẹp. Còn nếu mình nhìn chung thì thầy đó tu nói pháp lành và đời sống của vị đó cũng lành thì tôi nương, thí dụ vậy, thì nó sẽ nhẹ cho mình hơn. Bạch thầy, một lát nữa đây ở tại chùa Hoàng Nghiêm thầy cũng có một buổi tiếp xúc với quý anh chị em trong gia đình Phật tử là những thành phần trẻ, những của thế hệ tương lai của Hoàng Nghiêm đó.
thì trong lòng thầy có khi nào ao ước là giới trẻ sẽ đến với những cái buổi pháp thoại của thầy, sẽ đến với Phật pháp nhiều hơn hay không ạ? Dạ thưa cô và quý vị, đó là điều Pháp Hòa mong ước. Bởi vì mình thường có cái quan niệm là tre già măng mọc. Nếu như bậc thế hệ của thầy tổ, cha ông mình từ từ đã quá vãng, thì mình cũng rất cần những anh chị trẻ tiếp nối cái con đường của tổ tiên Việt Nam mình. Đó là giữ gìn được cái truyền thống, cái văn hóa, cái đạo đức của người Việt Nam nói chung và đạo Phật Việt Nam nói riêng. Và điều đó Pháp Hòa rất là mong mỏi. Cũng trong cái lòng mong mỏi đó thì xin phép được hỏi thầy là có bao giờ thầy nghĩ rằng là thầy ao ước rằng sẽ dùng cái tầm ảnh hưởng của mình để mà tạo nên được một cái phong trào người trẻ đến với đạo Pháp, chúng muốn nói về Phật giáo. Tại vì bên Công giáo họ có, mỗi năm họ có đại hội Công giáo giới trẻ thế giới. Phật giáo chưa hề có đại hội giới trẻ Phật giáo thế giới. Có khi nào thầy ao ước được như vậy không? Chí ít là quy tụ tất cả những người trẻ Việt Nam cái đã đến với một cái đại hội, một hai ngày đại hội giới trẻ Phật giáo thế giới, thưa thầy. Dạ thưa cô có. Nhưng mà việc đó thì phải nói đến cái năng lực chung của tất cả các thầy trẻ đang hành đạo ở hải ngoại. Việc làm đó là việc làm lớn mà một cá nhân thì không thể làm được. Và hiện nay ở tại tu viện Tây Thiên, Pháp Hòa đang sinh hoạt ở đó, tại Canada, hàng năm có những khóa tu, thì các anh em thanh thiếu niên trẻ quy tụ về đó để mà tu học. Thì nhân cơ hội đó thì Pháp Hòa chỉ làm theo cái khả năng của mình là quy tụ các anh em, rồi mình hướng dẫn cũng như chia sẻ được phần nào thì mình chia sẻ. Tuy không phải là một cái đại hội quy mô, nhưng tạm thời cũng có thể nói là hàng năm các anh em cũng đã có một chỗ để trở về vào mùa hè, được gặp quý tôn đức, được giao tiếp với nhiều bạn bè trẻ trung tương đối tuổi với mình, để cùng chia sẻ cũng như là những thao thức, hay là mình cùng nhau làm gì được cho đạo Pháp thì mình làm. Còn cái việc làm đại hội đó thì chắc có lẽ là phải chờ một cái số lượng đông gom lại thì mới có thể làm được việc đó. Vâng, xin cảm ơn thầy. Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện mà Thánh Trúc được hân hạnh tác bạch cùng với thầy Thích Pháp Hòa đến từ Edmonton. Xin kính chúc thầy trên con đường hoằng pháp được mọi điều an lạc, hoan hỷ và thành công. Dạ. Dạ, xin cảm ơn cô, cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu của mình và lắng nghe những gì Pháp Hòa chia sẻ. Kính chúc quý vị luôn có an vui trong cuộc sống và thành tựu trong việc làm của mình. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Tường Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.